Đó, tốt hơn rồi. Giữ cứ lấy hơi đúng như vậy nha. Nhất là cái tâm cuối cùng đó, của tay trái. Tốc độ 60. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4. 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4. Nhanh hơn một chút đó con ha, vẫn giữ cái lấy hơi giống như vậy luôn, nhớ là cái tâm cuối của tay trái để
lên 6 à. Giữ nhiệt độ ở tốc độ 70 nha. Dạ. À, như vậy là tốt rồi, nhưng mà để ý nghe chút là được nha. 2 trong 3. Hết xong cái quên tại.